Bây giờ hiện giờ ở chùa tôi có một bà ở đang mặc về, nay nửa tháng tôi không nhận. Là em của bà đó là một sư cô tu ở ngoài Đà Nẵng đó, sư cô vô sư cô năn nỉ tôi quá, sư cô lại chị con bây giờ khổ quá thưa thầy, thầy giúp giùm. Tôi nói cái này là cái lời thề hồi xưa. Chị cô đó với một cái người này thề non hẹn biển mà trái lời thề, người đó chết bây giờ phá con. Cái đó tôi thua, tôi là không được. Nhưng mà thôi thì cô nói rồi, cái nó ở đó đi rồi tụng kinh vái sáu nó không biết coi Phật rồi có thương tình gì không, chứ tôi làm không được. Tức là cái lời thề. Nhà tôi đi Âu Châu nó có một cái việc thế này. Tức là hai mẹ con ở một nhà, có hai mẹ con, cậu này 37 tuổi. Cậu mới nói thế này: má con bệnh gì không biết thầy, mà nhịn ăn có bữa có khi thì 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, sáng uống nước, gần đi ngủ uống nước. Chừng mà má con ăn lại đó, một ngày má con ăn 3 con gà, thầy tin không? Mà mua con gà về đó bỏ trên cân, bả cân 1,4 kg, bả vứt thùng rác, phải từ 1,5 kg bả mới ăn. Chú mới hỏi rằng nếu làm thịt mà 3 con gà này đãi khách 20 người ăn hết không? Vậy mà má con ăn một ngày 3 con, còn linh tinh đó là khác. Cái chú nói về cái bả mới nói thế này: nó nói thêm tôi đó thầy, nhà có hai má con, nó ăn chi tôi ăn cái đó, chứ tôi ăn dữ, ma nó ăn chứ ai ăn dữ vậy. Tôi nói để tôi kiểm tra thế coi. Tôi kiểm tra xong rồi tôi nói: rồi trong người của bà đã có người ăn chứ không phải bà. Tôi xác định là có người ăn không phải bà. Thì cái người con trai mới nói: nhà đó có hai má con mua hai cái tủ lạnh, má con ăn một tủ lạnh, con hết biết rồi. Nhưng mỗi lần mà con thấy má con ăn đó là con trốn con ra ngoài, con chứ không dám ở trong nhà dòm bạn. Có một cái hình thức, một cái cử chỉ và một cái động tác mà ăn nó ghê gớm lắm, chứ không phải ăn bình thường như người mình ăn cơm đâu. Chú nói vậy xong cái bà mẹ nói: bà chỉ cho con nữ này nè, nó gian ác lắm, đời kiếp trước á nó giàu có, nó mướn người ta giết tôi đó nè, tôi theo tôi báo nó 3 kiếp. Cái cậu nam này nè có hiếu lắm á, đi làm cả ngày chứ về tối tụng kinh niệm Phật hồi hướng, chứ còn không nó còn tồi tệ hơn nữa. Tôi nói cái đó là thầy thua, cái đó thuộc cái căn quả. Như vậy ngộ đạt quốc sư tới 10 kiếp mà cái quan hồn nó vẫn báo quan. Còn cái bà này đó là họ theo họ báo là 3 kiếp rồi mà không biết kiếp nào nữa, sống để bụng chết đem theo. Ví dụ như bây giờ có người đó họ thiếu tiền mình, chuyện chị em đó mà. Nhưng mà khi mà người đó chết họ chưa trả tiền cho mình, thì trong tư tưởng của mình, trong tâm của mình nghĩ rằng là người đó còn thiếu tiền mình, họ chưa trả mà. Còn về mặt thế gian đó là cái người họ mắc nợ mà họ trốn nợ, họ đi địa phương khác là chính quyền họ tập nợ, chứ đâu phải là trốn nợ hết đâu. Như vậy người thiếu nợ mình là chủ nợ, dù người đó chết nhưng mà trong tâm của mình nghĩ cái bà là bà chết cho còn bà còn mắc nợ tôi đó. Cho nên mình tới cái nhà đám có đám tang đó, mình thắp nhang mình nói: hồi trước đó chị có mượn em một số tiền mà chị không có khả năng trả, bây giờ chị chết em đến thắp nhang cho chị, cầu cho chị được vãng sanh cực lạc, số tiền đó em cho chị luôn là xong. Nếu không thì họ phải trở lại gia đình của mình mang lông đội sừng trả nợ hàm quan. Thầy có bà Phật tử thầy nghe, bà tu hành cũng đàng hoàng lắm, tu bát quan trai mà có hai đứa con, có con trai. Cái ông lớn đó, cái người con lớn đó thì bà sợ, về nó liếc cái bà mở tủ bà đưa tiền sợ lắm, không dám nói một cái lời nặng gì hết. Còn cái thằng út đó, nó đi làm bảo vệ đem tiền về đưa cho mẹ hết, không hút thuốc không uống cà phê, vậy mà gặp đâu chửi đâu. Tôi chứng kiến đó, chiều bà tu bác quan trai mới xả giới đó thì nó đem xe nó tới cổng chùa nó chờ bà ra, bà gặp nó bà chửi cho một hơi mới leo lên xe về, chửi rồi mới lên xe về. Cái thằng con nó nói: thầy nghĩ má con không có công bằng, anh con đó thì má con sợ đưa tiền xài tiền phá tiền mà má con không dám nói động gì hết, về liếc mắt cái đưa tiền, còn con á làm đưa hết cho má con, mà gặp đâu chửi thầy coi, chợ cũng chửi, vô chùa mà cũng chửi cho thầy. Mình sao kỳ vậy? Tôi nói đâu có gì đâu kỳ, thì má mày mắc nợ anh, má mày trả, mày mắc nợ má mà mày trả, chuyện nó đơn giản thôi chứ gì vậy hả thầy hả? Thôi trả đi con, đơn giản trả đi con. Ơi, hết giờ.
Thế thì quý vị có cái gì thắc mắc trong đời sống hàng ngày của quý vị, hoặc là giáo lý, hoặc là pháp môn tu hành quý vị có cái gì rắc rối, quý vị hỏi tôi trả lời. Không hỏi thì kể chuyện tiếp 30 phút. Vừa rồi tôi đi quan pháp ở Hà Nội, thì ở Thường Tín nó xảy ra một cái việc thế này, cũng đơn giản thôi, nhưng mà cả gia đình sợ dữ lắm. Tức là ông bố làm hiệu trưởng, rồi giao cái nhà của ông bố đó cho thằng con, hai vợ chồng làm thầy giáo hết. Thế thì 12 giờ đêm đó, cái ông thầy giáo này mới chế trà, rồi ngồi nói chuyện với người bạn. Mà bà vợ nằm ở trong đó là nổi da gà, mùa hè mà phải kéo chăn đắp lại. Ông ngồi ông nói chuyện, ông giơ tay giơ chân, ông nói mày tao rồi. Một tiếng đồng hồ xong đi ngủ tiếp. Sáng bà vợ hỏi chứ anh nói chuyện với ai hồi tối? Đâu có, anh đâu có nói ai đâu. Thế là thỉnh thoảng 10 ngày có, một tuần có, thì có một lần rót nước trà, chế bình trà, ngồi nói chuyện với người bạn trên cái bộ salon đó 12 giờ đêm mà bà vợ nằm ở trong đó là mất hồn mất vía. Thế thì ông hiệu trưởng đó có một người chị ở Vũng Tàu, sinh hoạt cái đạo tràng chùa Phước Lâm đó, mới vô chùa mới trình bày cái việc đó cho tôi nghe. Tôi nói tế tôi đi Hà Nội rồi chở tôi tới tôi coi. Tôi ra ngoài đó xong thì chở tôi về nhà, thì ông bố đó không thông tin cho hai vợ chồng là sẽ rước thầy tới đó. Nhưng mà ông thầy giáo đã nói với bà vợ đó, em pha trà chuẩn bị có khách. Thì khoảng 10 phút sau thì xe đổ trước nhà tôi với ông bố đó bước vô. Thì cái người dâu đó mới bố, bố không có báo tin cho vợ chồng con sao mà ảnh biết, ảnh biểu rằng con phải pha trà để chuẩn bị có khách. Tôi mới gật đầu, tôi nói thôi tôi biết rồi, hàng lát nữa thì tôi thông tin đó cho nghe. Thì tới ngồi nói chuyện xong tôi nói anh ra tôi kiểm tra thử. Tôi kiểm tra rồi cái thì tôi hỏi cái lớp anh học lớp 12 mà anh đi xe đạp trên đường về đó, anh tới cái đoạn đường đó anh rùng mình, anh nhớ không, anh có nhớ không? Anh nói dạ lâu quá thưa thầy, hồi lớp 12 đó giờ đi làm thầy giáo rồi đâu nhớ, đôi khi đi rồi mưa lạnh cũng có rùng mình, đâu biết rùng mình lúc nào. Tôi mới nói rằng cái khoảng đường đó đó có một người tai nạn giao thông chết mà máu đổ dưới cái đường đó. Bây giờ cái người đó nhập vô anh, rồi thỉnh thoảng về làm bạn chơi thôi chứ không nó ở trực tiếp. Tức là thỉnh thoảng có ra có vô nhưng mà không có trực tiếp. Thế thì anh, tôi kêu bà vợ lên tôi hỏi. Như vậy cái thời gian mà chồng của cô đó mà pha trà ngồi nói chuyện với khách trên cái bộ salon này đó, cái cô kể lại cho mọi người nghe. Thì bà vợ mới nói rằng 12 giờ rồi chế nước trà rồi ngồi nói chuyện mày tao, rồi nó giống như có cái người bạn ngồi kế bên vậy đó. Con dồn con thấy con sợ quá, con kéo chăn con đắp lại. Thì khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó là anh đi vào anh ngủ. Sáng con mới hỏi hồi tối anh rót nước trà nói chuyện với ai mà có vẻ là vui vẻ quá. Thế thì chồng con mới nói đâu có, không có nói gì hết. Tôi nói thôi bây giờ đại khái như vậy là có cái người bạn đó đó, cái người bạn mà uống nước trà đó, chứ cũng không có gì nữa, muốn để làm bạn để, cái đó cũng không có tội dạ gì, không chết chóc gì, còn nó muốn thì vô tôi làm đây tôi làm được, nghỉ hè nó vô tôi, rồi tội nghiệp, nghỉ hè này xách gói vô, rồi xong rồi về, đơn giản. Đó. Cái chuyện tiếp theo, đó là mà bác sĩ ở Hoàng Mai, bây giờ bà sinh hoạt với cái đạo tràng Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai. Bà nói thế này, tôi học bác sĩ bên Liên Xô về, mà chồng tôi chết á, là cái mồm của ông há là bỏ cái trái cam vô lọt là thầy biết cái mồm nó bao to, bỏ trái cam vô lọt. Thế thì tôi mới nhờ cái đội mai táng đó, họ lấy rượu, họ lấy cồn, họ bóp để cho cái xương hàm này nó hiếp lại để liệm. Thế là sư thầy chùa Nam Dư Thượng không cho. Sư thầy nói để sư thầy niệm Phật chứ không có chuyện gì bóp mà hết. Tôi đâu có tin.
cái nghề của tôi đâu tin. Bây giờ nếu để cái thời gian sư thầy niệm Phật đó thì nó lâu hơn, nó cứng hơn nữa thì làm sao nó mềm. Mà cái chồng tôi đó là bà con chú bác ruột cái sư thầy ở chùa Nam Dư Thượng, cực chẳng đã tôi mới để cho sư thầy niệm Phật. Tôi không tin, hoàn toàn tôi không tin. Thế mà sư thầy niệm Phật chưa được một tiếng là cái hò cái mồm của chồng tôi hiếp lại mà mềm sụn luôn, không có cứng gì hết. Cho nên tôi mới tin tưởng. Bây giờ ở chùa Nam Dư Thượng đó, cái đạo tràng ai mà chết đó thì bả sách mỏ bả đi hộ niệm trước người ta. Bây giờ là bả sách mỏ bả đi hộ niệm trước người ta. Thì hôm đó bả ra bả kể cho tôi nghe cái chuyện. Còn cái chuyện bên Úc, chuyện này của bên Úc. Thế thì tôi hoằng pháp ở Niêu Bình, chùa của thầy Tâm Minh, tức là đệ tử của thầy Chân Tính, chùa Hoằng, hoằng pháp. Thì nó xảy ra một chuyện thế này. Nhà này có bốn người, hai ông bà tu tịnh độ, hai người con tu thiền, hai người con trai tu thiền, hai cô con gái thì thiền tịnh gì cũng được, không có thống nhất. Thì ông bố đau tim mới đưa xuống bệnh viện thì bác sĩ báo rằng không quá 36 tiếng đồng hồ. Bà mẹ mới gọi điện cho hai người con trai, nói con ơi, bác sĩ báo rằng mà cái bệnh tình của bố không quá 36 tiếng, tụi con niệm Phật cho bố đi. Hai cậu con trai mới nói thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn quá, nó không tu thì thôi chứ sao mà nó nói cái câu tệ dữ vậy, lạc hậu. Bà buồn quá. Thì đúng như vậy là 3 giờ chiều hôm sau ông tắt thở. Thì cái bác sĩ mà trưởng khoa đó, ông ký tên mày đưa cái xác này xuống với cái nhà hoàn đó, họ để trong cái phòng lạnh đó, âm 30 độ. Thì tối đó, bà nói chồng tôi chết tôi đâu có ngủ được. Tôi cũng mơ mơ màng màng, tôi thấy ông về, ông nói tôi đâu có chết mà bà bỏ phòng lạnh. Sáng tôi mới gọi điện cho hai đứa con gái chở xe mẹ tới đó, tới nhà hoàng đó, bà mới yêu cầu mở cái nắp. Thì bà thấy ông chồng bà thở thoi thóp, bà bức xúc quá, bà mới gọi điện cho cái ông bác sĩ trưởng khoa ổng. Bà mắng ông bác sĩ đó, ông còn gì, ông làm việc thất trách, chồng tôi chưa chết mà ông đưa xuống cái phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói cái phòng này đó, bà mà còn sống đó, vô nằm một giờ đồng hồ chết à. Chứ ông nằm 3 giờ chiều qua tới một đêm nay sao sống, âm 30 độ sao sống. Cái cục nước đá, bây giờ quý vị lấy hai cục nước đá, quý vị để hai bên hông, quý vị nằm nổi không? Ai nằm nổi giơ tay lên coi. Mới có 0 độ mà nó lạnh cỡ đó đó. Tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu bà. Tôi cũng báo cho bà biết đây là vấn đề tâm linh. Ông bác sĩ nói như vậy. Thì thôi thì đưa bà đi cấp cứu. Bà xỉu đưa cấp cứu. Thì đưa vào phòng cấp cứu thì bà mới nghe ông về, ông nói bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì trong lúc mà ông bố còn thở thoi thóp đó, thì hai người chị mới điện cho hai cậu con trai nói bố còn sống, hai chú về gấp. Thì hai chú con trai này nghe ông bố sống đó thì mới là đánh xe chạy về, mới thấy ông bố thở thoi thóp. Lúc đó thì hai cậu con trai có mặt, hai cô con gái thì chở bà mẹ đi cấp cứu. Trong phòng cấp cứu đó, bà nghe ông mới nói là bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì bây giờ đó, hai cô con gái mới đến chùa Hoa Nghiêm, mời cái ban hộ niệm chùa Hoa Nghiêm. Thì chùa Hoa Nghiêm đó có cái lễ, cho nên quý thầy không ai đi được, cử một sư cô với bốn Phật tử nữ tới cái nhà hoàng đó niệm Phật cho ông. Thì khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì ông chết thiệt. Đại khái câu chuyện như vậy. Thì khi tôi hoằng pháp ở đó thì quý vị trình bày cho tôi nghe rồi, tôi mới đến nhà của gia đình đó, tôi thắp hương cho ông. Tôi mới mời hết cả gia đình tới, tôi mới nói thế này. Nếu ở Việt Nam đó thì nó có cái tình trạng là cái người chết mà sống lại, tức là hồi dương, thương ai quá hay là chờ đợi ai đó, cháu con gì đó, cho nên cái người đó họ hồi dương, họ sống lại vài giờ đồng hồ, có thể một đêm họ cũng chết. Rồi một ma sơ nhập vô một bà Phật tử. Thế thì ma sơ nói chuyện với tôi, ma sơ làm dấu và tôi nói tôi biết rồi. Thế thì người đạo Thiên Chúa mà sao nhập vô bà Phật tử tôi làm sao? Ma sơ mới giới thiệu rằng tôi người Thụy Điển,
mà ở trong cái hội Hồng Thập Tự của Thụy Điển đi qua Việt Nam công tác năm 72, tôi theo cái đoàn Hồng Thập Tự của Thụy Điển mà tôi chết rồi, cách nay 115 năm. Thì qua Việt Nam cái bà này nè, cái xác này là cũng là ở trong cái hội Hồng Thập Tự Việt Nam, mà bà ta không có gia đình, bà ta tốt lắm, bà ta làm việc từ thiện bác hết đó. Sau khi cái đoàn của Thụy Điển họ về nước thì Ma Sơ ở lại làm bạn với bà này chứ không về Thụy Điển năm 72. Thế thì Ma Sơ giúp cho bà làm cái việc từ thiện mà việc nào cũng tốt hết. Tôi mới nói làm lạ, tôi nói Ma Sơ giúp làm sao chứ, bây giờ Ma Sơ không có hình mà Ma Sơ đi giúp cho cái bà này phải giúp bằng tiền bằng gạo nó mới làm việc từ thiện được, mà Ma Sơ giúp làm sao? Ma Sơ nói đâu có chuyện gì, bà ta đến cái nhà đó, cái nhà máy đó, cái cơ quan đó xin tiền, họ cho 10 đô mà Ma Sơ giúp họ cho 100 đô. Xin họ cho 10 ký gạo, bảo là Ma Sơ giúp đỡ họ cho 1 tấn gạo, giúp là vậy, giúp là vậy. Bà tốt lắm. Sau này con bà mới là đoàn tụ với gia đình, rước bà qua Mỹ, Ma Sơ cũng theo bà làm bạn tới bây giờ. Hôm nay bà ta về Việt Nam thì ghé chùa thì Ma Sơ thấy là sư thầy vui tánh quá, chùa đẹp cho nên về nói chuyện chơi, nói 1 tiếng đồng hồ. Chết 115 năm. Thì tôi mới đặt câu hỏi nè, Ma Sơ là chết rồi lên thiên đường, Ma Sơ không lên thiên đường còn đi đâu đấy? Ma Sơ mới nói đâu phải, ai cũng được lên thiên đường, tùy theo việc làm của mình chứ. Như vậy là Ma Sơ chấp nhận nhân quả, đâu phải ai cũng được. Như vậy là tu thập thiện mới lên thiên đường, còn không có thập thiện sao lên thiên đường, ngũ giới được làm người nè. Mà thập thiện là chư thiên thì cái nhân tu thập thiện thì cái quả được sanh thiên, mà không tu thập thiện thì làm gì được sanh thiên. Rồi kể cái chuyện ở quận 12 quý vị nghe. Chuyện này nữa thôi nha. 11 giờ cái bà này bắt điện ra, bà nói thưa thầy con kể cho thầy nghe cái chuyện này, thầy đi giảng thầy kể Phật tử nghe, cho nên là tôi kể quý vị nghe, tại vì bà yêu cầu. Bà yêu cầu là con có ba chị em, mà con là con gái lớn, mà khi mà bố con mất là mẹ con không có chia cái gì của bố con cho con hết, chia cho hai đứa em. Chồng của con đó là có cái tư tưởng tiêu cực, thì con cũng can dứt thôi, cha mẹ thương mình cho không cho thì thôi, mình có tay có chân làm ăn, ông đừng có tính cái chuyện đó, thất đức chết rồi con ông còn nói nha. Nói như vậy mà họ có nghe không thì không biết. Thì con biết là chồng của con có một cái tư tưởng tiêu cực. Hôm đó mẹ con mới qua mới nói với con thế này nè, cái bản mặt mày tao không có ưa, tao ghét mày từ hồi nhỏ đó, cho nên bố mày chết tao không cho mày cái gì hết, mà hổm rời bố mày về kêu tao phải chia của cho mày, không chia ổng lấy cái đầu tao. Bây giờ tao cho mày 200 mét đất thổ cư nha. Thì cô mới nói thì má thương, má cho gì má cho, con đâu có đòi hỏi, má con làm giấy làm tờ cho con 200 mét đất thổ cư. Thì hôm đó thì má con trở lại rồi sớm lắm, thầy nhà con ngủ chưa dậy, bà gõ cửa. Bà mới nói con ơi má nói lỡ rồi, bố con về bố con mới nói là con chung nha bà, chứ không phải con ông con bà. Tại sao bà nói với con mà cái bản mặt người ta không ưa, bà chấm dứt không được nói, mà nó là cái đầu của bà không yên với tôi được. Bây giờ má tốn bao nhiêu tiền má cũng chấp nhận hết, làm sao bố con lên thiên đường chứ, má sợ quá. Cô ấy cô hỏi cho tôi có làm sao cho bố con lên thiên đường được không, tôi nói tu mới lên thiên đường, không tu làm sao lên. Má con nói giờ tốn bao nhiêu tiền má con cũng chịu hết, miễn bố con lên thiên đường má con sợ quá. Thầy biết hồi nhỏ mà con đi học đó, mà mỗi sáng má con cho tiền, bà ngắt bà nhéo con bầm mình hết mới cho, cho nên má con nói cái bản mặt mà ta không ưa từ hồi nhỏ đâu. Rồi không biết gì hôm nay có lên thiên đường không đâu biết, họ không có tin tức gì tôi nữa, tôi không biết. Có người hỏi tôi chứ tại sao mà có người chết 700 năm rồi vẫn còn. Rồi hôm sau tôi kể chuyện 700 năm còn của gì nghe, ở Nghệ An chúng đâu hết. Chuyện ở Nghệ An 700 năm còn. Rồi bây giờ tôi phải trả lời sao? Thôi thì cái đó kỳ sau mà có dịp thầy trò chúng ta trao đổi nha. Mình thắc mắc cái chuyện đó nè, sao còn hoài vậy, rồi ai đi rồi về, ai siêu rồi ai không siêu còn. Cho nên cái này là vấn đề đó, để mình làm sáng tỏ cái này, giáo lý nhà Phật mới trả lời được cái này, chứ còn không ai trả lời được cái này, chỉ có giáo lý nhà Phật mới trả. Thì kỳ sau tôi sẽ trả lời cái đó, quý vị tìm cái đáp án đi,
Rồi quý vị trả lời cho tôi, mà có trật có trúng gì tôi bổ sung cái đó cho quý vị nghe nha. Chỉ có giáo lý nhà Phật mới trả lời. Có hai vợ chồng, ông 72 tuổi, bà 70 tuổi. Ông kể tôi nghe thế này: cái cô gái người Úc hiến thận, còn ông là người xin ghép thận. Thì sau khi mà bệnh viện họ làm cái thủ tục có cùng một nhóm máu thì họ mới ghép. Cho nên ông già này với cái cô hiến cái thận này là cùng nhóm máu, họ ghép. Sau đó 20 ngày xuất viện thì sức khỏe của ông rất là bình thường tốt, không có gì. Thì bây giờ cái cô mà hiến cái thận đó về báo mộng cho ông biết rằng cái thận của ông đó trong người ông là của tôi, nói tên đàng hoàng, nói địa chỉ người đó đàng hoàng, tên đàng hoàng. Thì ông già này biết rằng đúng rồi, cái thận này là của cái cô gái này hiến, mình là cái người yêu cầu ghép thận. Thì bác sĩ là thăm dò cùng một nhóm máu, người ta ghép đại khái vậy. Bây giờ cô này cô về cô báo nó là cái thận trong người của ông đó là của tôi. Bây giờ ông muốn sức khỏe của ông tốt, bình thường, thì ông phải chấp nhận cái điều kiện của tôi là ông lấy bạn gái của tôi làm vợ. Ông già ông bây giờ tôi muốn trả lại cái thận của ông, biết làm sao trả. Đúng không? 72 tuổi, bà vợ 70 tuổi. Mà cái cô này cô nói rồi, ông muốn sức khỏe ông tốt á, là ông phải chấp nhận cái điều kiện của tôi là lấy bạn gái của tôi làm vợ. Thì ông này không thể làm được. Thì ông mới hỏi tôi, chứ bây giờ cái việc đó phải làm sao? Bây giờ trả cái thận trả không được, mà bây giờ để trong người này thì sợ. Cả hai vợ chồng sợ hết, hai vợ chồng lính quýnh hết. Tôi mới nói thôi thì bây giờ nó có hai cách chữa cháy. Anh còn lái xe được không? Ông nói được. Ở bên Úc thì mấy chục lái cũng được hết, miễn đạp thắng thấy đường lái à, chứ không phải như mình. Bà già 92 tuổi còn lái xe. 92 tuổi còn lái xe. Bà Phật tử chùa Hoa Nghiêm, bà lái xe, bữa tôi gặp bà ở ngoài đường, 92 tuổi, đi chùa lái xe mình. Bây giờ nếu anh lái xe còn lái xe được đó, thì tối nào anh cũng đến cái phương tịnh niệm Phật đường, cái chỗ tôi ở đó, cái đạo tràng đó là trì chú đại bi niệm Phật. Thì anh tới đó để trì chú niệm Phật hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ còn chúng tôi tu hành rồi chúng tôi chưa biết chừng đó là thôi, chứ còn cái khác là tôi biết. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai đó là anh về Việt Nam mới làm được, chứ ở Úc làm không được. Về Việt Nam tôi lập cái đạo tràng giải quan bạc độ, để bạc độ cho cái cô này. Thì có hai cách. Thì anh sắp xếp được cái nào thì giải quyết cái đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là ở trên Tây Úc. Thì chiều hôm đó cái nhà hàng của người Hoa, cái anh Phật tử này ảnh đãi một bữa cơm chiều khoảng 50 người. Ăn cơm xong rồi nghe pháp. Thì trong đang lúc dùng cơm thì cái bà luật sư này bà kể cái câu chuyện đặc biệt. Bà nói thế này: Tây Úc này có một chuyện mà chắc có 102, không bao giờ xảy ra. Đâu có bao giờ tòa án xử mà nghe người chết về báo mộng mà người ta xử đâu, không bao giờ. Đúng không? Tòa án mà đâu có bao giờ mà ta phải thụ lý hồ sơ đàng hoàng ta mới xử. Còn cái vụ án này là người chết về báo mộng mà ta xử. Cho nên tôi làm nghề luật sư 27 năm. Và câu chuyện nó thế này: hai người là luật sư hết. Cái bà luật sư này là dạy cái cô luật sư này. Cô luật sư này người Việt Nam mới ra trường nay 5 năm. Còn cái cô này là thầy dạy cái cô này. Thì cái cô luật sư 5 năm đó, cô mới kêu một người thợ
đến sửa cái bếp ga. Ở bên Úc thì không phải ga như mình mà mua cái bình về xài, không phải mà gắn đồng hồ giống như điện nước vậy. Tức là điện nước ga ở bên đó là ta gắn đồng hồ, rồi xài ít nhiều thì người ta tính tiền. Thì cô luật sư này mới nói với cái người thợ đó, chiều 5 giờ nói nè, anh đến, tôi đi làm về tôi mở cửa cho anh sửa. Thì cái người thợ này mới có cái sổ tay. Có cái sổ tay, thường thường ta đi làm nghề ta có cái sổ tôi ghi chứ, ai mà nhớ cho hết. Thì anh lật cái sổ tay ra anh ghi, thứ hai là sửa cho ai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là chiều 5 giờ sửa cho cái cô luật sư này trong cái sổ tay. Thì đúng chiều thì cô luật sư này về mở cửa cho anh thợ này vào sửa. Thì trong khoảng từ 5 giờ cho tới 9 giờ thì cái người thợ này giết cô luật sư này, cướp của và đốt nhà. Như vậy là 9 giờ 15 thì cái cô luật sư này đã chết rồi. Thì báo mộng cho một người bạn, mà cái người bạn này là cưu mang cho cái cô này 4 năm từ Việt Nam sang Úc để học tập. Họ nuôi 4 năm trời, cũng là cái ơn nghĩa sâu nặng lắm. Bạn nhưng mà không phải là bình thường, mà có cái nghĩa là cưu mang ăn ở học hành ở Úc 4 năm. Chị ơi, thằng thợ nó sửa bếp ga của em, nó giết em, nó cướp của, nó đốt nhà. Thì hai vợ chồng đang ngủ, bà vợ bà đánh thức ông chồng này, lái xe tới đó coi thử coi. Thì hai vợ chồng lái xe đến cái nhà đó thì lửa đang còn cháy. Cảnh sát chung quanh đó cũng vài chục người. Vậy là đúng rồi, sự báo mộng nó đúng rồi. Thế bây giờ là cảnh sát chưa biết cái thủ phạm đó là ai, chưa biết. Thì cái người bạn này mới nói với cảnh sát rằng, bạn, tôi về báo là cái người thợ sửa bếp ga vào lúc mấy giờ và tên gì và giết người, cướp của, đốt nhà. À, thế thì cảnh sát tới cái địa chỉ của cái anh thợ đó, mời cái anh thợ đó lấy được cái sổ tay. Nó quan trọng là cái sổ tay này. Như vậy trong cái sổ tay này ghi lại là 5 giờ ngày thứ 6 là đến sửa cái bếp ga chỗ bà luật sư này, thì cái sổ tay này còn. Cho nên cảnh sát mới giữ. Thì một tuần sau đó, cô luật sư này giấy báo mộng lại là, tư trang của em đó, nó lấy nó cho người bạn gái của nó nhà ở đâu, địa chỉ, dấu tất ở chỗ nào, cảnh sát tới lấy ngay đúng luôn. Đúng luôn. Đó là hai việc. Đâu còn gì chối nữa. Đâu còn gì chối nữa. Nếu nó là hồn ma bóng quế thì như vậy là cái này nó đúng rồi đấy. Điểm thứ ba mới là quan trọng. Hai tháng sau, câu chuyện nó hai tháng sau, tức là cô luật sư này về báo mộng cho người bạn đó, cái nhà của em đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô, nhưng mà giấy tờ người ta chưa có phát, người ta chưa có sự, chưa sự. Nhưng mà cổ về cổ báo là cái nhà của em đó bảo hiểm nó đền là 470.000 đô. Thế bây giờ đó, em cho chị một nửa đền cái công mà trước đây chị đã cưu mang em 4 năm. Em cho chị một nửa, còn một nửa gửi về cho má con, má em. Vì em với má em đó là có cái dự tính là sẽ sửa sang lại cái nghĩa trang của dòng họ mà chưa có điều kiện. Em chết, bây giờ cái số tiền phân nửa cái nhà này gửi về Việt Nam ở Tây Ninh, gia đình ở Tây Ninh. Thế bây giờ cái người bạn này báo lại cho tòa là bạn tôi nó về nó nói như vậy. À, thế tòa mới xác định rằng người ta báo cái nhà này bảo hiểm đền 470.000 đô là đúng. Thế bây giờ chia tài sản thì chia làm sao?
cái người này cái quyền thừa kế là thừa kế làm sao được chứ, người dân nước lã làm sao thừa kế. Quý vị thấy rõ ràng không? Thừa kế 1, thừa kế 2, thừa kế 3. Bây giờ cái này không có cái thừa kế nào hết. Bà mẹ ở Việt Nam mới là thừa kế. Thế cái cô này sao thừa kế được? Tòa người ta đâu có xử được. Cho nên là tòa họ từ chối. Họ nói cái này không được. Thì cổ báo lại một lần nữa. Cổ nói rằng đề nghị tòa cử người về Việt Nam xác minh. Thì tòa mới cử một người của tòa và cái người bạn này về Việt Nam. Đó nè, về Việt Nam. Rồi mới báo cho tòa đại sứ Úc ở Việt Nam đó lên Tây Ninh là chụp hình cái nghĩa trang đó, và bà mẹ của cô luật sư này là chính quyền địa phương xác nhận là có đứa con tên đó, họ đó ở Úc. Như vậy tài sản này chia đôi đúng. Chia đôi. Như vậy là người chết về báo mộng mà tòa án xử là ở Tây Úc, chỉ có 102. Cô luật sư cô nói rằng chắc suốt đời không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Và trước đây và sau đây chị, cô đó cổ làm nghề 27 năm. Cô này là người Thái lai Tàu, tức là cha là Tàu mà mẹ là Thái. Cho nên cổ đến cái nhà hàng Tàu đó, cổ ăn bữa cơm đó, cổ ở lại. Thì trong cái bữa cơm đó chiều hôm đó là cổ kể cho 50 Phật tử cũng bằng cái hậu trường hôm nay vậy nghe. Đó là năm 2012 đó. Năm 2011 thì lúc tôi còn ở Việt Nam thì ở bên Úc mới điện về thế này: thưa thầy, nhân cái dịp thầy qua Úc lễ chuông thất cho bố con cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, mời thầy dự cái lễ chuông thất cho bố con. Tôi mới nói được, cái đó không có quan trọng. Nếu tôi ở Việt Nam tôi không nhận, còn tôi qua Úc thì tôi giữ được không sao, hứa nhận lại. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó bình thường, mình qua đó rồi mình chỗ tôi ở thì qua chỗ Ni Viện Thiện Hòa nó đi xe 15 phút, chứ đâu có gì. Thế thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Thiên Ấn, mà buổi giảng của tôi là 12 giờ mới là xong, mới kết thúc. Thì ở bên Ni Viện Thiện Hòa là cúng 11:30. Tôi không dự cái lễ đó được. Không phải là tôi thất hứa, là vì cái buổi giảng của tôi là chưa hết giờ, mà bên Ni Viện Thiện Hòa cúng chung thất cho ông cụ đó là cúng trước 30 phút, cho nên tôi không dự được. Thì tối hôm đó đó, ông về ông báo mộng cho cái người con gái đó: con ơi, cái lễ trai tăng của bố hôm qua nó không có pháp sư dự nha. Thì sáng cái cô con gái nó mới đến Ni Viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì, chứ hôm qua 18 vị tăng ni cúng trai tăng, nó có vị nào là pháp sư không ni sư? Ni sư nó không có. Hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên Phương Tịnh Niệm Phật Đường. À, như vậy ông về ông báo là không có pháp sư dự. Cái người con gái nó mới nói: bây giờ sao ni sư? Bố con về, bố con báo mộng, bố con nói như vậy là con có mời. Con mời thầy lúc thầy còn ở Việt Nam, nhưng mà hôm nay thầy qua không được, thầy dự không được, bố về bố nói như vậy. Ni sư trụ trì mới nói: thôi thì bây giờ cô qua bên đó cô hỏi rồi ngài hướng dẫn cho, chứ còn ni sư không biết. Cô qua cô nói với tôi nói bây giờ thế này: tôi không thất hứa với ông cụ, là vì cô mời tôi đã nhận lời khi tôi còn ở Việt Nam. Nhưng mà cái buổi giảng đó là chưa hết giờ, mà bên này thì cúng trước, cho nên tôi dự không được, chứ tôi không có thất hứa với ông. Thôi bây giờ đó, cô về cô sắm cái lễ, cô mang tới đây, rồi tôi lên bàn Phật, rồi cô mới dâng cái quà đó, cô tắt và cô cúng dường, tôi mới đáp lễ tôi nhận cái quà đó. Như vậy đó là cúng. Rồi cô về cô sắm cái lễ, cô mang tới Phương Tịnh Niệm Phật Đường, tôi mặc áo hậu lên bàn Phật đó, rồi cô quỳ xuống cô tát bà, cô cúng dường, tôi đáp lễ tôi nhận đàng hoàng, êm không có chuyện gì. Rồi khi về Việt Nam thì ở nhà tôi nó xảy ra cái chuyện như thế này. Cái ông già này có 2 tuổi, tuổi cha sanh mẹ đẻ là 86 tuổi, còn cái tuổi mà làm giấy chứng minh nhân dân 82 tuổi.
Thì khi ông mãn phần rồi thì gia đình mới đem tên tuổi rồi này kia khác nọ về chùa đặng cúng thất. Thì ở nhà mấy chú tôi cúng thất thì phục nguyện là 82 tuổi. Bởi giấy tờ của gia đình người ta đưa. Ông về ông báo với gia đình ông đó, ông nói rằng bố không phải cái tuổi đó, mà ở chùa ông thầy nhỏ đó cứ đọc hoài. À, thế thì chủ nhà mới tới nói với mấy chú tôi, nói bố con về bố con nói như vậy đó thầy, bố con 86 tuổi là tuổi thiệt, còn 82 tuổi là tuổi giấy. Thì mấy chú tôi nói cái lỗi đâu phải lỗi của chùa, gia đình đưa sao tôi đọc vậy, thôi bây giờ đọc lại, tuần sau đọc lại, đọc lại 86 tuổi êm. Nhiều chuyện rắc rối lắm. Qua năm 2010, gia đình của bà Diệu Đức có hai người, chồng và ông bố. Mà chồng của bà Diệu Đức đó, thì ghét chó, mà ông bố của bà Diệu Đức thì sợ chó. À, là hai người ghét chó sợ chó. Ông chồng mà thấy cái lông chó không đó là ói tới mặt xanh. Còn ông bố mà ông thấy chó là ông ghét dữ lắm. Hai người đó không có ưa chó. Sáng bà mở cửa ra, bà thấy có con chó nó tròn ủng như cái chén ăn cơm, nó trắng như bông gòn rồi, mà xương không à, tội nghiệp. Nó ngoắt đuôi nó mừng. Bà thấy tội nghiệp quá, muốn bê nó vô nhà, mà nghĩ hai người này ghét chó sợ chó rồi bà không dám. Nhưng mà suy đi tính lại thì tội nghiệp, cho nên mấy bế con chó lấy cái thùng giấy cà tông đựng nó để chỗ cái xó bếp đó, giấu hai người đó. Thương nó quá tội nghiệp. Thì con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả. Chiều cái nó chạy ra nó đi chơi. Nó chạy nó đi chơi. Bà rung, bà thấy con chó nó ra bà rung. Bà sợ hai người đó họ phản đối. Sao bà thấy không có ai la lối gì, không ai phản đối, bà cũng mừng. Nên thôi vậy cứ để nó chạy. Chắc thấy con chó đẹp quá, không ai nỡ nào ghét. Cô mới lấy cái máy nhiếp ảnh, cô chụp cái hình con chó, cô phóng to là cô dán ngoài cửa đó. Ai có lạc con chó đến nhận về, không ai nhận. Mà quý vị bên Úc á, con chó không đơn giản đâu. Con chó là một thành viên trong gia đình của mình. Không phải như Việt Nam mình nuôi chó rồi đồ ăn thừa mình đổ cho chó ăn, không được đâu. Chó lớn ăn khác, chó nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, ra ngoài shop mua. Không đơn giản đâu, là một thành viên. Chủ nuôi mà con chó đi lạc bị phạt, mà người nào giữ con chó đó còn bị phạt, phạt hết. Người mất chó cũng phạt, người giữ chó cũng phạt. Cho nên bà Dư Đức phải sợ phạt, bà mới chụp cái hình bà dán ngoài cửa đó. Ai có lạc con chó đến nhận về, chẳng có ai nhận hết. Cái chân nó cây bà lớn à, nó tròn ổn như cái chén à nè. Rồi tắm rửa rồi mua thức ăn rồi về cho nó ăn rồi. Ông bố cũng không có la, mà ông chồng cũng không có rầy. Nhưng mà cái đặc biệt đó là nó đổi lại 180 độ. Ông chồng của bà Diệu Đức đi làm về mà con chó nó mừng, ông bê nó lên cái ngực, thì ông đi giá cái vòng rồi ông ấy để nó xuống. Còn ông bố thì ngủ với chó. Đặc biệt không? Ghét chó bây giờ ngủ với chó, sợ với chó, bê chó lên đi chơi. À, bà thấy bà mừng. Bây giờ bà lại, mấy người này họ cưng chó quá, họ mến chó quá. Rồi bà đi ra shop bà mua một cái nồi thiệt đẹp về để ngủ với ông bố. Thế thì má của bà Diệu Đức mất, đem đi thiêu thì cái cốt gửi trên chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì thờ trên lầu. Cái nhà có một tầng lầu. Thì hôm đó bà mới nấu canh khổ qua hầm, khổ qua hầm bưng lên lầu cúng. Thì con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân bà lại. Diệu Đức dòm lại, và Diệu Đức nó không phải nó mừng là khác, mà cái này là nó đòi ăn, nó ôm cái chân nó không cho đi. Bà mới trở lại, bà lấy cái giá, bà sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau của nó ăn đó. Nó ăn hết cái khổ qua hầm, nó liếm mép rồi, nó thấy thương lắm. Bà đứng bây giờ mà thấy tội nghiệp.
Rồi. Cũng chưa có cái gì hết, chưa. Lần thứ hai nữa nấu canh bầu, cũng lên đây cúng. Má trên lầu đó nó chạy theo, nó ôm chân nó đòi ăn, bà trở lại lấy cái giá bà múc một giá canh bầu để xuống cái thau, nó ăn hết nó liếm. Bà Diệu Đức bà sợ, má còn sống thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây không bao giờ ăn đồ của Việt Nam. Tại sao con chó này ăn khổ qua hầm với canh bầu là má mình chứ ai? Bắt đầu rung. Gặp quý vị cũng chết đứng nè. Đúng không? Cái chuyện nó đặc biệt. Má còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu. Con chó này ở đâu tới nhà mình mà không ai nhận. Mà mình nấu canh bầu khổ qua hầm cúng má mình thì nó đòi ăn. À, bây giờ cổ mới sợ. Cổ sợ. Hết thương rồi. Mà sợ. Bữa đó bà Diệu Đức qua chùa Hoằng Pháp mới nghe Pháp, mới tâm sự cái chuyện bố con nghe cái băng, bố con thích thầy lắm. Bây giờ làm sao? Bố con quy y thầy. Tôi nói thôi được, đem ông bố về chùa đây. Ông bố mắc cỡ lắm, họ nhỏ lớn không có đi chùa. Bây giờ tới chùa mắc cỡ lắm. Về nhà quy y. Bữa đó về nhà thầy quy y 6 ông già, 84 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi gì đó. Ông rủ bạn ông 6-7 ông quy y. Quy y xong rồi đó thì bà Diệu Đức mới nấu cơm. Thầy trò bữa đó khoảng 10 mấy người ăn bữa cơm trưa đó. Thì cái bàn dài thế này, thầy ngồi bên đây, ông cụ ngồi bên đây. Ông ăn trước thầy ông xuống. Thầy còn ngồi đó thầy nói chuyện với Phật tử đó. Bà Diệu Đức bà lại ba ngắt nhở bà nói: "Sư phụ ơi, theo dõi bố con ngủ với chó." Là ông xuống trước thầy. Ông tới cái giường của ông đó, ông mới ngoắt con chó, nó nhảy vô cái nôi đó. Ông kéo cái nôi ông để lên, ông nằm xuống kéo cái chăn đắp ông với chó ngủ luôn. Trước mặt tôi mới thấy. À, tôi mới hỏi cô Diệu Đức, chứ lúc mà mẹ cô mất, cái tư trang của bà còn ở đâu, có ai biết không? Bà nói dạ thưa, bởi vì bên đây nó không phải như bên Việt Nam, má còn đau tim. Mà khi bác sĩ gia đình á, mà họ điều xe cứu thương có cái bệnh viện có khu vực của mình ở đó, là nó đem xe tới nó chở, nó nuôi sao nó nuôi chứ mình không có biết. Mình không có biết. Cho nên hãy lành bệnh thì nó báo cho mình mang về, chết thì nó đưa xuống dưới gì? Nhà hoàng. Đâu có cho đem về nhà. Vì vậy cho nên á, là má con không trăn trối lại cho bố con và cũng không nói cho tụi con tư trang của bà còn hay mất ở đâu không ai biết. Nhưng mà con biết rằng má con còn, nhưng mà cất đâu thì còn không biết. Năm nay tôi qua đó giải mã là không phải tư trang mà cái tờ di chúc, tìm được cái tờ di chúc rồi. Này, Diệu Đức mới nói rằng là bên Việt Nam này điện qua là bảo con phải về gấp trong tuần này để là làm thủ tục nhận thừa kế, vì con thừa kế một, má con di chúc lại cho con, mà con đi máy bay chứ nên đi vượt biên là không được. Đi máy bay mới được chứ đi vượt biên được. Như vậy là giải mã cái chuyện con chó đó, cái tờ di chúc năm nay là được di chúc. Bà về bà chỉ cái tờ di chúc. Khi Đức Phật còn tại thế đó thì ngài đến cái nhà của cư sĩ để quá duyên. Thì vợ chồng cư sĩ đó không có nhà, con chó nó ra nó sủa dữ lắm. Mấy đứa nhỏ ở nhà đó nó la không được. Nó la chừng nào con chó sủa dữ chừng này nè. Đức Phật mới kêu tên ông nội mấy đứa bé đó, là con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, không sủa nữa. Khi mà vợ chồng cư sĩ này về thì mấy đứa con nó học lại, nó nói Đức Thế Tôn đến nhà mình con chó nó sủa con la không có được. Mà ngài kêu tên ông nội là nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn. Hai vợ chồng mới lên kỳ hoàng tinh xá lễ Phật, mới hỏi lý do tại sao. Ngài đến nhà con, vợ chồng con không ở nhà, con chó nó sủa, ngài kêu tên bố con là nghĩa sao? Phật mới chỉ cho ông cái cách. Ông về ông làm theo cái sự hướng dẫn của tôi thì ông sẽ biết. Cho nó ăn một bữa ăn thật là thịnh soạn. Nó ăn no xong nó kiếm chỗ nó ngủ. Khi mà nó ngủ mê rồi đó, ông đến ông vỗ cái lưng nó, ông kêu bố. Cái gia bảo, cái đồ quý giá của cái tộc họ này là bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Con chó nó thức dậy nó ra giường nó bươi liền. Thì vợ chồng cư sĩ này mới đào. Thì quả nhiên là
cái đồ quý báu gia bảo của cái tộc họ gia đình này, ông cất ông giấu đó, lên thưa với Đức Phật. Lần cuối cùng Phật bảo rằng chia hai, một nửa thì bố thí cúng dường để hồi hướng, và một nửa để lại cho gia đình ông sinh sống, để con chó nó được cái phước báo, nó được là quá kiếp nó được. Thì đúng một tháng sau con chó nó chết. Như vậy cái câu chuyện thời của Đức Phật là con chó nó là trở lại giữ cái của đồ gia bảo ở trong nhà. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện con chó thời của Đức Phật đó với con chó này chắc có lẽ nó cũng có cái gì mang máng đó, nhưng mà không phải vàng bạc mà cái tờ di chúc đi ở Bình Chánh. Thì bà cho tôi biết rằng cái tài sản đó hiện nay là 16 tỷ. Như vậy là bà trở lại, bà giữ cái của đó, bà chỉ cho con gái của bà. Đây là vấn đề tâm linh. Cho nên 4 năm tôi đi hoằng pháp bên Úc, mỗi năm có một chuyện về tâm linh rất là đặc biệt kể quý vị nghe. Giờ tôi kể cái chuyện cô gái mất tích 1000 ngày ở Hà Nội mình, chẳng đâu hết. Cô tên là Lâm Thị Thanh Uyên, cha cô là Lâm Văn Bản, ông bộ đội xuất ngũ. Mà trong cái thời gian ông đi bộ đội đó thì bạn bè của ông chết á, ông nhặt những cái như là cây viết, quyển nhật ký, cái bình to, cái gì đó của bộ đội thì có đâu có cái gì quý đó. Ông về ông giữ lại hết, mang cái kỷ vật của đồng đội ông trong thời ông đi bộ đội đó, ông giữ lại hết, giữ kỹ lắm. Đó là cái việc làm của ông. Cô Quyền này được cái học bổng đi Úc. Thì cái hôm mà cha con tiễn với nhau sân bay đó, thì ông mới nói thế này: bố đi Hà Nội, bố đi nhà sách, bố đi hết, bố thấy có cái quyển sách Gương Nhân Quả, tác giả là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết. Ông lật ra ông đọc, ông thấy ông tâm đắc quá, ông mới mua cái quyển sách ra về. Ông mới lật ra cái tờ chót hình, ông mới biết là cái số điện thoại có nhiều đó thôi. Bố cho con cái quyển sách này, bố nghèo, bố không có tiền, con đi du học có học bổng. Nhưng mà bố thấy rằng bố đọc cái cuốn sách này, bố thấy có nhiều cái lợi ích lắm, bố cho con. Rồi con qua bên đó, có những cái thì giờ rảnh rỗi, con đọc, con áp dụng vào trong cái quyển Gương Nhân Quả này, bố thấy rằng có lợi ích lắm con. Tặng cho con gái cái cuốn đó thôi. Cô Quyền cổ nói rằng bố cho thì mình cũng nhận, nhưng mà tin thì cô không có tin. Thời nay mà. Rồi thôi thì cha con người đi Úc, người ở lại. Qua bên Úc học được 2 năm thì cô mới được một cái may mắn là cái bà giáo sư này người Mỹ, bà dạy cái trường đại học đó, bà nhận làm con nuôi. Cô này cũng nghĩ rằng mình xứ lạ quê người mà qua đây được một người thầy, vừa người thầy của mình mà người nước ngoài nữa, họ nhận mình làm con nuôi thì mừng quá. Thì bây giờ thỉnh thoảng là cô đọc cái quyển Gương Nhân Quả, thỉnh thoảng đọc. Thì rất tiếc là cô phát bệnh, một cái bệnh rất là ngặt nghèo mà bác sĩ ở Úc không chữa được. Bác sĩ mới nói là chỉ có Hoa Kỳ mới giải phẫu cái này, chứ còn Úc này không làm được. Cái tay nghề nó chưa làm nổi cái bệnh này. Cho nên cái bà giáo sư này dẫn cái cô Quyền này từ Úc sang Hoa Kỳ để chữa bệnh. Thì trong cái thời gian mà cô Quyền đi Hoa Kỳ đó, thì ở nhà mướn nhà ở mà, mấy người bạn này mới là tôm góp cái tư trang sách vở cái gì đó của cô đó gửi về Việt Nam cho ông Lâm Văn Bản, gửi hết vậy. Nhưng mà rất tiếc rằng nó không về tới nhà ông Bản.
cái đồ tư trang của cô Quyền này không về tới nhà ông bạn. Thì qua bên Hoa Kỳ chữa bệnh rồi xuất viện, thì từ bệnh viện mà về nhà của bà giáo sư này đó là tai nạn giao thông, bà giáo sư này chết. Cô Quyền phải trở lại bệnh viện nhập viện lần thứ hai nữa. Quý vị thấy là phước bất tùng lai, quả vô đơn chí. Đó nè, cái may đó rồi cái rủi đó. Bây giờ cô vào bệnh viện điều trị xong rồi cô xuất viện là cô không nhớ gì hết. Không nhớ gì hết. Thế thì đầu thì tóc rụng hết mà không nhớ gì hết. Giữa một cái xã hội văn minh tiền bạc như Hoa Kỳ, không tiền, không có bà con, không có thân thích, thì cô Lâm Thị Thanh Quyền này phải sống làm sao? Bây giờ mình đặt cái vấn đề sống sao? Cô mới nhập bọn với cái đám phi châu, rồi nó dẫn cô đi chỗ này, rồi dẫn đi chỗ kia, ăn bụi ngủ bờ, rồi có gì ăn nấy đại khai xong. Thì hôm đó đó là cô đến một cái nhà hàng của người Hoa, có người ta ăn cái gì còn lại đó, cổ xin cô ăn. Thì cái bà người Hoa này, bà là một nhà buôn, bà qua Hoa Kỳ, bà đi buôn, bà thấy cái cô này người Á Châu, cô bà lăn la cô hỏi, thì cô này chỉ nói được Hà Nội Việt Nam, có nhiều đó thôi, chỉ được Hà Nội Việt Nam. À, cái nhà thương buôn này mới lập cái kế, cái này là đặc biệt nhất nè, là để cô trong cái container chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, ở trong cái container đó. Để tôi nghĩ rằng thức ăn thì được, thế nè, 2 tuần lễ thì có thể để thức ăn trong đó được, nhưng mà cái thở này thở làm sao, rồi cái đại tiểu nó làm sao? Con người đâu phải búp bê. Nhưng mà từ Hoa Kỳ mà về Trung Quốc 2 tuần lễ. Về Trung Quốc xong rồi bà người Hoa này mới đưa cô Lâm Thị Thanh Quyền về cửa khẩu, đang về Hà Nội. Ngang chỗ đó là chúng ta khó hiểu rồi. Nên đây là phóng sự công an viết, mà tôi ra tới Hà Nội, tôi ghé cái chung cư đó, bây giờ vợ chồng của cô Lâm Thị Thanh Quyền làm giáo sư ở đó, tôi ghé tặng em. Mà phóng sự công an viết, tôi không nghĩ làm sao nè, một con người ở trong cái container đó, từ Hoa Kỳ mà về Trung Quốc nửa tháng, mà ngồi trong đó, vấn đề thở thì làm sao thở, rồi đại tiểu làm sao đại tiểu, ăn thì bà có thể là để đồ ăn trong đó được, ăn đồ khô cứ thoải mái, nhưng mà hai cái vấn đề đã giải quyết không được. Chuyện đặc biệt nhất, nếu không có vấn đề tâm linh thì cô này sẽ chết ở trong cái container đó, cái bà này ở tù, đúng không? Tự nhiên ở đâu ở bên Mỹ trở về mở cái này ra, có người chết trong đó, ở luật pháp người ta bắt bỏ tù chứ. Rồi thế thì từ một cửa khẩu Móng Cái mà về tới Cầu Giấy đi 6 tháng trời, đi 6 tháng, nghĩa là đi bộ có, đi xe bò không có tiền, mà con người nó giống như là người mỏi rồi, nó không ra cái vẻ cô con gái ngày xưa nữa, mà lúc thì đi xe bò, lúc thì đi bộ, lúc thì người ta cho đi xe đủ thứ, đi về tới Cầu Giấy. Thì về tới Hà Nội rồi thì cũng chưa biết nhà ở đâu, chỉ biết Hà Nội Việt Nam thôi, chứ không biết địa chỉ đâu, không biết cha tên gì mẹ tên gì, không biết. Mất cái trí nhớ của cổ, sau một cái cơn bệnh thứ hai này là cổ mất trí hoàn toàn. Cổ về đó gặp một cái người, cái bà này bà bán sách cũ, bà mới thấy cô này đi lang thang, mới đem cái cô này về, cái mục đích là coi hàng, cô ta đi gom hàng để cô này để coi hàng dùm vậy thôi, cho cổ ăn cơm vậy thôi. Thì ở với cái bà bán sách cũ này được 1 tuần, bà trốn bà đi, là bị bà thuê cái nhà này, bà không trả tiền nhà này, cho nên bà trốn bà đã đi. Thì cái bà chủ nhà này bà thấy cái cô này thôi kệ nó, giờ không biết nó đâu, để cho nó ở vậy đó. Rồi còn cái bà bán sách cũ đi đâu mất rồi. Thì cổ ngồi cổ mới
nhìn cậu thấy có cái cuốn gương nhân quả. Trong cái hàng sách cũ đó có cái quyển là gương nhân quả. Đằng sau đó cái số điện thoại. Cổ vô cổ mới nhờ cái bà đó gọi giùm về nhà giùm. Thì cái ngày đó ngày mùng 6 Tết là gia đình của ông Lâm Văn Bản đó là đang làm lễ khánh thành một cái nhà truyền thống để mà lưu giữ những cái kỷ vật của bộ đội hồi xưa ông giữ lại. Cái nhà nó nhỏ nhỏ thôi, nhà cấp 4, bề 6 thước, bề 4 thước. Mời anh em đồng đội và chính quyền địa phương đến là khánh thành giữ mấy cái hiện vật kỷ niệm của bộ đội hồi xưa đó. Đang có khách, cô gọi điện thoại về thì bà vợ của ông Lâm Giang Mạng, tức là mẹ ruột của cô đó, mới nói thế này là lộn số đấy, lộn số. Không nghe. Cô mới nghĩ rằng mình gọi đúng cái nhà này tại sao nó lộn số là sao. Cô mới suy nghĩ, cô gọi lại. Thì bây giờ là ông Lâm Văn Bản bắt máy. Cô nói là thưa bác, phải nhà này là nhà của ông Lâm Văn Bản không? Có con gái là tên Lâm Thị Thanh Quyền không? Ông bạn ông bỏ cái ông nghe xuống, ông kêu trời ơi, con tôi 1000 ngày. Câu chuyện đó 1000 ngày. Thế thì ông bạn lên rước con về. Bây giờ ta giải mã cái chuyện. Khi mà bạn bè của Lâm Thị Thanh Quyền mà gom hết sách vở, đồ tư trang của cô từ bên Úc gửi về đó, nó không về cái địa chỉ Lâm Văn Bản mà nó ra chợ trời. Nó ra chợ trời. Cho nên cái cuốn gương nhân quả này nó chạy ra ngoài cái chỗ bán sách cũ. Đúng nè. Chứ làm sao từ bên Úc mà nó về tới Việt Nam. Còn cái việc này đó là những cái ông bộ đội mà ông Lâm Văn Bản sống cái tình đồng đội khi còn ở ngoài chiến trận, cho nên những cái phần tâm linh này họ hỗ trợ cho cô Lâm Thị Thanh Quyền 1000 ngày trở về đoàn tụ với gia đình là do cái phần tâm linh đó. Quý vị tin không? Khi tôi đọc phóng sự công an rồi tôi đi Hà Nội, tôi ghé cái chung cư đó, tôi thăm vợ chồng cô Lâm Thị Thanh Quyền, bây giờ có một đứa con, có người chồng cổ làm cô giáo đàng hoàng, bình thường. Đó là chuyện có thiệt mà khó tin. Khó tin nhất là trong cái container đó 2 tuần lễ từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, làm sao ở trong cái container mà thở. Đâu phải thở lặn mà có cái ống hơi đâu, đúng không? Làm sao trong cái container đó mà sống được? Mà nếu cô này chết trong đó thì bà này ở tù. Rồi ngồi trong đó thì ăn sao? Đi đại đi tiểu làm sao? Nhưng mà nếu không có cái phần tâm linh thì cô Lâm Thị Thanh Quyền sẽ chết trong cái container đó. Thôi thì nay nói nhiều đó thôi. Thì cuối năm Nhâm Thìn bước sang năm Quý Tỵ, theo cái truyền thống của tổ tiên ông bà mình giữ cái văn hóa, cái truyền thống đó. Có hồi nào mình không biết, nhưng mà Tết để chúng ta xếp lại những cái gì năm cũ để cho nó yên là hạnh phúc, và chúng ta bắt đầu một cái năm mới. Thì thôi thì thầy cũng cầu chúc tất cả quý vị có mặt ở đây cũng như gia đình quý quyến của quý vị bước sang năm mới, năm Quý Tỵ sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, còn có làm hay có của, chứ còn mình cầu chắc không có đâu. Thôi sức khỏe là quý, bây giờ thầy thấy sức khỏe mới là vàng, chứ ngày xưa ta nói vậy mình nói, bây giờ mới thấy sức khỏe là vàng, vàng bạc quý lắm quý vị. Rồi kỳ sau sẽ nói tiếp nhiều chuyện hay nữa.